thi thể trẻ sơ sinh bị đốt cháy trong bụi cỏ gần bệnh viện. Trong lúc đi ngang qua đoạn đường vắng gần bệnh viện ở Bình Dương, người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị đốt cháy trong bụi cỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một sáng nay, mùng 2 tháng 9, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương thực hiện khám nghiệm, điều tra vụ việc phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh bị đốt cháy bên đường. Sự việc được phát hiện vào sáng cùng ngày tại một đoạn đường mới mở nằm phía sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương mới, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, vào sáng nay một số người dân đi qua đoạn đường trên phát hiện một vật thể lạ bị cháy đen bên bụi cỏ ven đường. Lại gần kiểm tra thì tá hỏa thấy thi thể trẻ sơ sinh nên trình báo cơ quan chức năng. Khu vực phát hiện sự việc là đoạn đường vắng người qua lại, dẫn đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang xây dựng. Thi thể này bị cháy đen không thể nhận dạng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.